từ đại án chuyến bay giải cứu chống tham nhũng hối lộ từ gốc. Thưa quý vị và các bạn, những cáo buộc truy vấn và thanh minh chối tội cực kỳ kinh điển tại phiên tòa chuyến bay giải cứu mà cả nước đang căng thẳng theo dõi, một lần nữa bật ra vấn đề tội ác tham nhũng, đưa và ăn hối lộ đều bắt đầu từ cơ chế xin cho. Bất cứ cái gì liên quan đến giấy phép xin cho đều phát sinh nạn hành dân và nạn hối lộ, tham nhũng. Điều đó diễn ra trên phạm vi toàn thế giới chứ không chỉ riêng Việt Nam. Bởi vậy mà chính quyền của Tổng thống Donald Trump của Mỹ mới có lệnh muốn đưa ra một quy định liên quan đến doanh nghiệp và người dân thì phải bãi bỏ hai quy định. Trong nhiều trường hợp muốn đưa ra một quy định mới phải bỏ 8 quy định cũ. Ở Việt Nam ta, việc bãi bỏ cấp giấy phép kinh doanh thay bằng chứng nhận đăng ký kinh doanh tại luật doanh nghiệp từ năm 2000 là một bước tiến phải nói là vĩ đại trong quá trình xóa bỏ cơ chế xin cho. Tuy nhiên có vô số những quy định xin cho vẫn tồn tại dai dẳng, cộng với việc ra đời thêm các điều kiện kinh doanh, các giấy phép con vô lý, trong đó có quy định cấp số đăng ký thuốc của ngành y tế mà chúng tôi đã đề cập từ gần 20 năm trước, vẫn tồn tại đến bây giờ. Từ nhiều năm trước, mặc dù chính phủ đã rất nỗ lực bãi bỏ các quy định của cơ chế xin cho, nhưng các nhóm lợi ích câu kết với bộ máy quan liêu vẫn tìm mọi cách lồng ghép, níu kéo trong các văn bản dưới luật. Vụ án chuyến bay giải cứu đang diễn ra chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Đây là quy định ra đời trong bối cảnh tuyên bố đại dịch. Các bị cáo trong vụ án này có ăn dày hơn những kẻ núp trong đống rơm hàng chục năm nay hay không là điều rất khó nói. Bởi vì những vụ như chúng tôi từng đề cập đều bị chìm xuồng. Và không chỉ có trong ngành y tế. Riêng trong ngành y tế, cuộc trục lợi không chỉ có hai vụ Việt Á và chuyến bay giải cứu cũng không chỉ có ở Việt Nam. Còn nhiều sự thật trước sau gì cũng sẽ được đưa ra ánh sáng. Chẳng hạn như sự thao túng của các tập đoàn được thu siêu lợi nhuận từ sản xuất thuốc ngừa nhưng không phải là nội dung đề cập trong bài viết này. Điều chúng tôi muốn nói là nạn tham nhũng và hối lộ không thể chống được nếu nhà nước vẫn nắm giữ những nguồn lực khổng lồ cùng các giấy phép con vô lý cộng với tiền lương quá thấp của cán bộ công chức. Ngay cả thứ tưởng chừng không liên quan là thời gian, một giấy phép quy định thời gian tối đa là 15 ngày phải có, doanh nghiệp muốn có nó trong 7 ngày thì phải hối lộ. Xin một dự án có phải hối lộ không? Hãy hỏi những người từng làm dự án sẽ biết. Những quy định vô lý về đăng kiểm diễn ra hàng chục năm nay, nhưng vừa rồi mới có hàng loạt người bị bắt về tội nhận hối lộ. Đầu tư công là cần thiết đối với các dự án trọng điểm của quốc gia mà dân không thể làm, nhưng đối với những dự án mà tư nhân có thể làm được thì nhà nước cần gì phải làm? Chỉ cần giảm thuế cho doanh nghiệp, bãi bỏ những quy định phi lý và tuân thủ các nguyên tắc của thị trường thì khu vực tư nhân hoàn toàn có thể làm được. Tư nhân không thể tham nhũng tiền của chính mình. Luật pháp mà rõ ràng, minh bạch, không hành dân thì dân cần chi phải hối lộ. Cũng cần phải đề cập thêm một thực tế khác, đó là thu nhập chính thức từ lương và phụ cấp của cán bộ, công chức quá thấp. Đất nước, hòa bình đã 48 năm và 37 năm đổi mới chuyển sang kinh tế thị trường. Nhưng lương của cán bộ, ngay cả cán bộ cấp cao cũng chỉ hơn 10 triệu đồng một tháng. Họ lấy gì để sống và nuôi dạy con cái? Không thể mang mức lương thấp ra biện minh cho tham nhũng, nhận hối lộ. Nhưng người dân không tài nào hiểu nổi cán bộ công chức của chúng ta sống bằng những nguồn thu nhập nào ngoài lương. Cho nên việc tăng thu nhập cho cán bộ công chức lên cao để họ đủ sống và nuôi dạy con cái bằng tiền lương để hạn chế tiêu cực cũng là điều hợp lòng dân. Ngay cả một người cực kỳ liêm chính như tướng tình báo Đặng Trần Đức, bà Quốc cũng từng thốt lên với chúng tôi, cán bộ lương thấp như thế này thì khó mà chống tham nhũng được. Các vị lãnh đạo của chúng ta không ít lần đề cập đến việc dưỡng liêm, nhưng với thu nhập hiện hữu của cán bộ công chức thì người dân vẫn không biết họ được dưỡng liêm bằng cách nào. Những điều trên nói thì dễ, thực thi mới khó. Cổ kim Đông Tây không có một nhà nước nào là toàn bích cả. Nhưng người dân và lịch sử sẽ đánh giá một chính quyền bằng hiệu số những nỗ lực mà chính quyền đó thực thi, trừ đi tác hại của bộ máy quan liêu và nhóm lợi ích thao túng mà chính quyền đó không đủ sức loại bỏ. Hiệu số càng lớn thì chính quyền càng tốt và ngược lại. Trừng trị những người có bằng chứng phạm tội là cần thiết để làm trong sạch chế độ. Nhưng trừng trị không phải là thành tựu. Giảm căn nguyên gây ra tham nhũng và hối lộ mới là thành tựu. Khi những nhà dân chủ lo tới chuyện thi cử và mù chữ. Thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi mùa thi cử hay vào đầu năm học mới là các cây bút yêu dân chủ, nhân quyền của Việt Tân lại nhấp nhổm như ngồi trên than nóng. Mùa thi năm nay họ lại còn lo cho con em trong nước bị mù chữ. Cớ sự tại sao? Trên trang fanpage Việt Tân lấy tấm hình các phụ huynh đội nắng nộp hồ sơ cho con vào trường công ở Hà Nội. Một người viết với bút danh là Hoàng Dân đã lên bài với nhiều nhận định lầm lạc, ngây ngô. Theo đó, người này cho rằng những học sinh không đỗ vào cấp 3 năm nay sẽ có nguy cơ mù chữ, rồi thì sẽ thành ra lêu lổng vì nhà cửa ruộng vườn của bố mẹ bán hết rồi lấy gì mà làm. Nực cười hơn, bài viết còn lan sang câu chuyện của giáo viên.
than rằng đào tạo các thầy cô xong rồi thất nghiệp, trong khi thiếu trưởng công, có lẽ vẫn chưa thấy đủ thuyết phục, người này còn tiện tay lôi luôn Giáo dục Đại học Việt Nam vào bài viết, tự hỏi sẽ có bao nhiêu em ra trường làm đúng ngành học. Suy diễn là tốt nghiệp có bằng cho ai để xin làm công chức hay thất nghiệp, rồi thì hằn học cho rằng tiền xây dựng thì không có, mà lại xây cổng chào cho to, đóng cửa trường công để trường tư làm giàu. Những nhận định gần 10 năm nay không đổi là thương hiệu của mọi nhà dân chủ, nghe vừa nhàm chán lại vừa lạc mốt. Đọc xong bài viết, đúng như kết luận của tác giả Hoàng Dân, giáo dục Việt Nam đang bế tắc. Nhưng sự bế tắc này tiếc thay chỉ tồn tại trong tư duy một chiều của người viết chứ không hề là thực tiễn của Việt Nam. Thực tiễn giáo dục Việt Nam có được tinh thần tiệm cận với nhu cầu phát triển của xã hội như lúc này. Cụ thể là ngay ở kỳ thi vào lớp 10 công lập 2023, tính phân hóa đã được chú trọng. Một bộ phận học sinh không đỗ sẽ có thể chọn học tiếp ở các trường phổ thông trung học tư thục hoặc theo học ở các trường cao đẳng, vừa dạy chữ vừa dạy nghề của tư nhân và của cả nhà nước. Theo học ở các trường nghề với học phí từ rất thấp đến cao theo nhu cầu và đặc thù ngành học. Nhiều thập kỷ nay, chúng ta luôn được cảnh báo về tình trạng thiếu thợ, nhiều thầy. Và những cánh cổng trường công hẹp lần này là một giải pháp cần thiết để hạn chế và chấm dứt tình trạng bất cập đó. Trong đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025, mục tiêu đưa ra là 25-30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Đến năm 2030, con số này là 50-55% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở và trung học phổ thông. Cho nên dù không vào lớp 10 công lập thì các em học sinh cũng có rất nhiều lựa chọn khả thi để học chữ hoặc học nghề theo nguyện vọng cá nhân và nhu cầu tuyển dụng của xã hội. Chứ hả cớ gì phải trở nên mù chữ, lêu lổng vì không có dụng đất. Xin thưa, Việt Nam năm 2023 không phải là Việt Nam của 30 năm trước. Về tình hình giáo dục Đại học Việt Nam, bài viết cho là đang trong vòng luẩn quẩn, bế tắc. Để nhận định được vậy, chắc người viết cũng chưa bao giờ biết đến cái bảng xếp hạng The Impact Ranking của tạp chí Time Higher Education. Việt Nam mới có mặt trong bảng xếp hạng các tổ chức giáo dục có ảnh hưởng toàn cầu từ năm 2021. Chỉ trong vòng 2 năm, từ 4 cơ sở giờ đây đã tăng lên 9 cơ sở. Nhân đây cũng cần nhắc lại tiêu chí của bảng xếp hạng này là hướng tới đo lường sự thành công của tổ chức giáo dục đại học trong việc thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững Sustainable Development Goal của Liên Hợp Quốc có hiệu lực kể từ năm 2016, kêu gọi hành động toàn cầu với mục tiêu xây dựng xã hội hòa bình, công bằng và thịnh vượng. Trở lại với tấm ảnh làm cớ cho bài viết trên fanpage Việt Tân, thật ra câu chuyện xếp hàng chờ nộp hồ sơ cho con đi học các lớp đầu cấp ở trường điểm, trường chuyên ở nhiều địa phương, đặc biệt là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, là câu chuyện dài kỳ. Nó vừa phản ánh nguyện vọng chính đáng, mong cho con vào môi trường học tập tốt của các bậc cha mẹ, nhưng lại vừa cho thấy sự lạc hậu khi phụ huynh quá xem trọng bằng cấp mà vô tình tạo áp lực tiêu cực lên con cái. Với các nhà giáo dục, khi nhìn vào những hiện tượng này thì sẽ nghĩ ngay đến một sự đổi mới cần được thực hiện để phụ huynh cởi mở hơn và học sinh có nhiều lựa chọn hơn. Thực tế là các đổi mới này đã và đang được Bộ Giáo dục Việt Nam thực hiện, cũng như chắc chắn sẽ thực hiện liên tục trong thời gian tới. Còn với các nhà dân chủ của Việt Tân, khi nhìn vào tấm hình này, họ sẽ chỉ thấy được một đề tài hấp dẫn để tha hồ múa bút, bôi nhọ chính quyền Việt Nam, bất chấp sự thật tiến bộ. Khác nhau chỉ ở động cơ, mà động cơ đôi khi che mờ nhận thức nên mới thành ra lố bịch, khó coi.